đây là xã nông thôn mới, xã Thạnh Phước. Vũ xin kính chào cô chú anh chị và các bạn. Vũ xin kính chúc cô chú anh chị và các bạn được dồi dào sức khỏe. Giờ khoảng 9 giờ sáng nha các bạn. Hôm nay là ngày 6 tháng 8 năm 2024. Vũ có dịp đi lắp camera dưới xã Thạnh Phước. Vũ đang chạy vô ngay chỗ khúc ủy ban xã Thạnh Phước. Thì Vũ quay trên đường đi để chia sẻ cho cô chú anh chị và các bạn xem, với Vũ giới thiệu cho cô chú anh chị và các bạn có cái dựa bán tôm cá thiên nhiên. Ở đây là có cây xăng nha các bạn, với có cái trạm để sạc xe điện, trạm sạc xe điện VinFast. Ở xã Thạnh Phước này bà con làm đập nuôi tôm, nuôi sò, nuôi hào. Đây là cầu Kênh Sáng. Tuyến đường này hai bên có hai hàng cây dầu gió rất là mát mẻ. Tuyến đường này là tuyến đường liên huyện. Các bạn đi lên là lên xã Đại Hòa Lộc, rồi đi qua Thạnh Trị, thì đi qua cống đập Ba Lai, đi qua Ba Tri, đi vòng trơm, đi thành phố Bến Tre cũng được, hoặc là đi thẳng lên cây trơm, đi ra quốc lộ 57B, đi lên Châu Thành, đi lên thành phố Bến Tre, lên thành phố Mỹ Tho, lên thành phố Hồ Chí Minh đều được hết. Tuyến đường này quá mát mẻ luôn. Khu vực này là trung tâm của xã Thạnh Phước à. Ở đây có ủy ban xã Thạnh Phước, bưu điện của xã Thạnh Phước. Huyện Bình Đại mình mới được khoảng 4 năm xã nông thôn mới. Xã đây là xã Thạnh Phước, rồi xã Châu Hưng, rồi xã Bình Thới, còn mấy xã kia Vũ không nhớ. Ở đây tới cái ngã tư nè, các bạn quẹo tay phải là vô một cái chợ nhỏ của xã Thạnh Phước, rồi đi về ngay chỗ cầu 30 tháng 4 cũng được nha các bạn. Đây hướng này là quẹo về chợ nhỏ của xã Thạnh Phước, đi về cầu 30 tháng 4 được nè. Còn hướng trước mặt đó là đi qua xã Thạnh Trị, đi ra cống đập Ba Lai, đi lên quốc lộ 57. Còn ngay đây là cái nghĩa trang của xã Thạnh Phước nha các bạn. Giờ Vũ rẽ hướng tay trái. Hướng tay trái này thì hướng ra bến đò cũ, qua bên Tân Sơn cũng được nha các bạn. Đây giờ của xuống tới chỗ cái dừa thu mua tôm cua cá của anh Năm với chị Du. Ở đây là ở xã Thạnh Phước, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre nha các bạn. Đây là chuyên mua bán sỉ lẻ các loại tôm cua cá, cá bóng cát. Đây là số điện thoại là 098 6574 736. Rồi giờ Vũ
xin kính mời cô chú anh chị và các bạn cùng đi ví dụ nha. Đây chỗ dựa là thu mua tôm cá cua ở đập trong xã Thạnh Phước nha các bạn. Đây là anh chị đón mua từ sáng tới giờ, vũ xuống tới đây là giờ là cũng hơi trưa rồi đó. Rồi em chào anh Năm, chào chị Năm nha. Đang mua cua, khách đang bán cua với tôm mà các bạn. Mùa này tôm với cua cá nhiều không anh Năm? Cũng rai rai anh. Dạ. Cua nhiều. Dạ, mùa này cua nhiều ha. Dạ. Sú nè. À. Quá ngon luôn, cảm ơn chị nha. Đây là tôm sú thiên nhiên. Này là 40 con ký. À. Đây là tôm. Ờ đi dài đắng ha. Rồi rồi. Đây là tôm thẻ nè. Đây là tôm thiên nhiên không nha các bạn. Đây tôm sú. Đây tôm bạc. Đây là tôm đất nè. Đó là cá bóng cát. Con sao. Đây tôm sú nè, con bự quá chừng luôn. Rồi bự nhất này nhiêu ký anh Năm? 4 tầm mấy 500. Dạ, 4 tầm mấy 500 tùy theo loại. Dạ. À, đây tâm sú nè. Sú nè. Đen sú nè. Sú đập. Dạ. Quá trời bự luôn, cảm ơn chị. Loại đó là nhiêu con ký chị? 10 tới 7 con, 10 con. Dạ. Quá chừng bự luôn. Đây là tôm đập thiên nhiên. Đây là tôm sú nè. Cái này vô thùng rồi. Tôm sao hả? Khách nè. Quên tôm sáo. Đây tôm sú nữa nè. Tôm sú. Đây là chị đang sọn cua. Đây là mấy cái vỏ này đựng cua. Cua. Chị đang lựa. Mùa này cua nhiều hả anh Năm? Mùa này cua nhiều. Dạ. Mùa nào cũng có nhóc luôn. Dạ. Mà hôm nay giá cua gạch giờ nhiêu ký anh? Cũng 500 anh. Dạ. Không vô. Dạ. 400 này để anh 400 500 à. Dạ. Dạ đủ loại tùy theo loại ha. Ồ cua đực bự nè. Quá chừng luôn. Rồi, cảm ơn chị. Con này dám gượng ký lắm mà hả chị ha. Dạ. Đây là cua thiên nhiên. Này cua cái. Đây cua nữa nè. Khách mua lựa. Lấm lấm ở Năm nó bò. Vậy còn cái hàng mà chấm dạch đó chị. Nghe chỗ nào đâu đúng không? Chết, chết, chết. Chỗ cua gạch à? Dạ. Đây là cua gạch ha. Ở đây là cua, ở đây anh Năm mua ở đây là dây nhỏ xíu luôn rồi bán dây đó luôn, không có dây lớn nha. Dây bà con trói bán sao là để như vậy luôn. Đang lên bán tôm sú. Ở đây là bà con ở dưới đập thu lên là bán ra ra tối ngày luôn ha. Mà gì này lên là cua nè. Lấy trồng bọc và cua. Lấy bằng tôm rồi
thùng luôn. Chị đây bà con dưới đập thu lên là bán rai rai từ giờ tới trưa luôn hả chị? Dạ, tới trưa luôn. Dạ. Có gì này mới lên nữa ha. Mới lên. Dạ. Sáng đông người ta lắm. Dạ, nhắc sáng đông lắm hả chị? Dạ. Mặt ra mở, mặt ra cho người ta lên từ hình. Khẽ thiên nhiên, đất sớm. Dạ dạ dạ, rồi để em ghé. Dạ. Gì cho hỏi dưới đập mới lên hả gì? Ở nhà vô. Dạ. Ở dưới đập bả đang về nhà bả chắc vô. Dạ. Vì cua cái đó thì vì bên đây cua. Cua tôm. Đi tôm. Qua. Wow. Cua bự. Không? Dạ. Dạ thì để cho em mượn. Chắc mấy cái gì đây. Đây chị đang lựa cua. Chị đang lựa cơm. Phân lậu ra. Có nhiều loại cua thì có nhiều giá nha các bạn, tôm cũng vậy. Thank you.
dây lụa tiễn luôn ha. Dạ. À, chị tiễn, chị mua mình lụa. Mình bán lẻ tụi con mà. Dạ. Phải lụa tiễn luôn á, cái chất lượng. Rồi em về anh Năm, chị Năm ơi. Dạ. Cảm ơn anh chị nhiều, chúc anh chị mua may bán đắt ha. Dạ. Rồi giờ Vũ về, Vũ xin phép kết thúc cái video. Vũ cảm ơn cô chú, anh chị và các bạn đã xem cái video của Vũ nha.